nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành xinh xắn đấy, nhưng mà bên trong ấy là một con cáo già. Vẫn đừng có mà cả con. Nhưng mà ơ kìa, chắc là cô thích chứ. Cô cút về cái nơi khỉ ho cỏ gáy của cô mà đi chăn bò, rồi kiếm một cái thằng đi cày ấy để mà cưới. Cháu xin lỗi ạ, bác có sao không ạ? Ôi, thôi không cần lau, kệ tôi. Nhìn qua đã thấy không ưa rồi. Cháu xin lỗi. Phải ăn xôi vỉa hè mà cũng phải giả vờ mặc đồ hàng hiệu, chắc là đồ xỉ đấy. Mẹ coi được mối này tốt lắm con ạ. Con bé vừa sinh, bố lại giàu có nữa. Con xem, hôm nay có thể xin nghỉ một hôm để đi xem mắt được không? Hôm nay con bận lắm, sếp bảo con đi họp, để khi khác đi mẹ. Ơ kìa, nhưng mà mẹ lại hẹn với người ta mất rồi. Vậy nhá, con chào mẹ. Hay. Cái thằng này, mẹ cất công tìm được mối tốt cho, mẹ lại đến tận đây rồi mà nó lại... Trung, sao anh không vào công ty? Anh đến đây đợi một người. Vậy thôi, em đi vào trước nhá. Khoa đã. Thực ra là anh đứng ở đây để đợi em. Tại anh sợ đến công ty nhiều người, cho nên anh chúc mừng sinh nhật em. Anh không biết phải mua cho em cái gì cả. Hy vọng em sẽ thích. Cảm ơn anh. Món quà này bất ngờ quá. Thôi, anh lên công ty trước nhé. Alo, mẹ ạ. Con gái mẹ làm sao mà ế được. Để lần này con đưa về một chàng trai cao to, đẹp trai, tài giỏi và giàu có ra mắt bố mẹ nhá. Mẹ cứ yên tâm, lần này nhất định con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu. Chàng trai này sẽ là một chàng rể đúng như bố mẹ mong muốn. Vâng ạ. Chào cô. Dạ, bác là... Vâng, là tôi đây. Mấy hôm trước tôi có gặp cô rồi, cô còn nhớ không nhỉ? Dạ bác, hôm đó cháu vô ý quá. Không có gì đâu cô ạ. Dạ cháu cứ áy náy mãi. May mà hôm nay gặp được bác. Hay là bác để cháu đèn cho bác một chiếc váy mới nhá. Không sao đâu, tôi nhiều váy vóc lắm. Hỏng chiếc này thì tôi có chiếc kia. Nhìn bề ngoài tôi như thế này thôi, nhưng mà không đến nỗi vì chiếc váy mà phải bắt đền người khác. Dạ cảm ơn bác. Mà hôm nay bác đi đâu đây ạ? Bác có chuyện gì thế ạ? Cháu thấy bác có vẻ không vui. Hay là bác cứ nói ra với cháu đi ạ. Biết đâu bác sẽ thoải mái hơn. Tôi có một người con trai, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Cả đời tôi vất vả nuôi nó lớn khôn, giờ chỉ mong nó lấy được một cô vợ hiền lành, phù hợp với nó. Vậy mà hôm nay tôi phải mất công lắm mới tìm được một mối hoàn hảo. Muốn đưa nó đi xem mắt con dâu tương lai của tôi. Vậy mà nó từ chối, nó không chịu đi. Làm cho tôi mất mặt lắm cô ạ. Dạ, hay là anh ấy vẫn chưa muốn lập gia đình, vẫn muốn tự do để tạo dựng sự nghiệp ạ? Phải đâu cô ạ. Hay là anh ấy lại không thích cô gái xem mắt kia, Nói thật là giới trẻ bọn cháu bây giờ cũng không thích đi xem mắt ạ. Bọn cháu vẫn muốn tình cảm yêu đương tự nhiên hơn. Không phải đâu, tôi hiểu con trai tôi lắm. Từ trước tới nay lúc nào nó cũng tôn trọng ý kiến của tôi, chưa bao giờ dám cãi lời mẹ. Nhưng mà lần này ấy, chỉ vì nó ăn bùa mê thuốc lú của một cái cô gái nào đó cho nên về cãi lại lời mẹ. Tôi tủi thân lắm cô ạ. Dạ, rồi con trai của bác sẽ hiểu tấm lòng của bác thôi ạ. Chắc là anh ấy cũng có lý do, thế nên mới quen cô gái đó ạ. Tôi từng này tuổi rồi, chỉ nhìn lướt qua một cái là biết ngay người nào tốt người nào xấu. Cô gái kia ấy, nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành xinh xắn đấy, nhưng mà bên trong ấy là một con cáo già. Cô ta biết con trai tôi nó có nghề nghiệp thăng tiến, có nhà cửa đàng hoàng, nên là cố tình tiếp cận để dụ dỗ con trai tôi, hòng bước chân vào cửa nhà tôi ấy mà. Dạ thế ạ. Hay là bác thử gặp nói chuyện với cô ấy xem sao ạ. Biết đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Hay là thế nhỉ. Chắc là khi gặp tôi nói như thế, cô ta cũng đủ hiểu để buông tha cho con trai tôi nhỉ. Dạ vâng. Cháu nghĩ là dù cô ta có cáo già thế nào, nhưng mà nghe bác nói chuyện thì chắc cô ta cũng sẽ biết để dừng lại thôi ạ. Mẹ Trung này. Dạ. Hay là mai mẹ mời nhà bên kia sang ăn cơm nhá. Nhà bên nào à? Còn nhà bên nào nữa. Nhà bà Tú có đứa con gái tên là Ngọc mà hôm trước mẹ gửi ảnh cho con rồi đấy. Mẹ lại thế nữa rồi. Nếu mà đi xem mắt đấy, con không đi đâu. Này, không như thế được đâu đấy nhá. Mẹ mất công mãi mới tìm được cái mối tốt như thế này. Con xem, vừa xinh gái này, tiểu thư con nhà giàu này, bố lại làm to, còn mối nào tốt hơn như thế nữa đâu. Con mà không nhanh tay thì thằng khác nó nhanh chân mất đấy. Mẹ, con xin mẹ đấy, chuyện gì con cũng có thể nghe mẹ được, nhưng mà riêng chuyện tình cảm của con ấy thì mẹ cứ để con tự quyết định đi. Để anh tự quyết định? Như là hồi trước ấy, anh đưa về một cái con bé mà chả ra đâu vào đâu cả. Mẹ là mẹ không đồng ý đâu. Nhưng mà lần này thì khác. Lần này ấy, chắc chắn con sẽ đưa về cho mẹ một cô con dâu cực kỳ tốt luôn. Là cái cô vừa nãy ở trong này á? Dạ vâng, con đang rất là thích cô ấy. Không, cô ta xinh thì xinh thật đấy, nhưng mà nhìn qua là đã biết cô ta là cái loại không ra gì rồi. Mẹ không thích cô ta đâu. Con nhanh mà chia tay đi. Mẹ đã gặp Trang bao giờ đâu mà mẹ lại đánh giá Trang như thế. Con không thích đâu. Mẹ từng này tuổi rồi mà mẹ lại không phán đoán được lòng dạ của một con người hay sao? Mẹ không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý đâu đấy. Mẹ có biết con phải mất bao nhiêu thời gian để theo đuổi Trang không? Con nhất định phải cưa đổ Trang và cưới Trang về làm vợ. Mẹ đừng có mà cản con. Nhưng mà ô kìa, mẹ chưa nói hết. Trung, đứng lại đã. Em vào đây. Mẹ. Cháu chào bác ạ. Em ngồi xuống đi. Là bác ạ? Chắc cô ngạc nhiên lắm hả? Vậy là mẹ và Trang đã quen nhau từ trước rồi à? Đúng rồi, có gặp nhau qua loa, có phải không cháu? Dạ vâng ạ, em từng gặp bác rồi. Trang, anh xin lỗi vì anh đã nói dối em. Thực ra hôm nay là sinh nhật anh. Anh không có tổ chức rộng mà chỉ có mời một mình em thôi. Trung, con cứ để cho mẹ với Trang nói chuyện tự nhiên. Mà con ra ngoài mua cho mẹ một chai rượu vang về đây. Những dịp như thế này thì phải có rượu vang con ạ. Mẹ không nhắc là con quên mất đấy. Mẹ chờ con một chút nhá. Chờ anh một chút. Chắc là mượn ai cái váy chứ gì. Hay là lại bắt thằng Trung nhà mình mua cho. Dạ, hôm nay là lần đầu tiên cháu đến nhà bác chơi. Cháu có món quà tặng bác ạ. Cô cũng biết đầu tư quá nhỉ. Chiếc khăn này chắc là cũng không rẻ đâu. Dạ, thật sự cháu không biết bác là mẹ anh Trung. Hơn nữa, cháu cũng không biết hôm nay là sinh nhật anh ấy, lại chỉ mời có một mình cháu. À, đấy là chủ ý của tôi. Tôi cũng đang muốn gặp cô mà. Dạ, bác muốn gặp cháu ạ? Đúng rồi. Vì hôm nay tôi cũng có một món quà muốn tặng cô, coi như là quà ra mắt. Chắc chắn là hợp với cô. Chờ tôi một lát nhé. Dạ. Đây, chắc là cô thích chứ, rất hợp với cô đấy. Dạ. Thế này là bác có ý gì ạ? Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu đấy? Chắc cô vẫn không quên được câu chuyện mà bữa trước tôi nói với cô đúng không? Mẹ cứ yên tâm, lần này nhất định con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu. Chàng trai này sẽ là một chàng rể đúng như bố mẹ mong muốn. Vâng ạ. Chào cô. Tôi có một người con trai, giờ chỉ mong nó lấy được một cô vợ hiền lành phù hợp với nó. Tôi phải mất công lắm mới tìm được một mối hoàn hảo, muốn đưa nó đi xem mắt con dâu tương lai của tôi. Vậy mà nó từ chối. Hay là anh ấy lại không thích cô gái xem mắt kia? Chỉ vì nó ăn bùa mê thuốc lú của một cái cô gái nào đó, cho nên về cãi lại lời mẹ. Dạ, giờ con trai của bác sẽ hiểu tấm lòng của bác thôi ạ. Cô gái kia ấy, nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành xinh xắn đấy, nhưng mà bên trong ấy là một con cáo già, cố tình tiếp cận để dụ dỗ con trai tôi, hòng bước chân vào cửa nhà tôi ấy mà. Bác thử gặp nói chuyện với cô ấy xem sao ạ. Biết đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Hay là thế nhỉ? Chắc là khi gặp tôi nói như thế, cô ta cũng đủ hiểu để buông tha cho con trai tôi nhờ. Dạ vâng. Cháu nghĩ là dù cô ta có cáo già thế nào, nhưng mà nghe bác nói chuyện thì chắc cô ta cũng sẽ biết để dừng lại thôi ạ. Gái quê ấy, thì về quê mà chăn bò chăn trâu. Đừng có ra vẻ ngây thơ hiền lành để dụ dỗ con trai tôi bước chân vào cái cửa nhà này. Con trai tôi ấy, nó dễ bị lừa, chứ còn tôi đây thì không nhá. Con trai tôi nó không bao giờ cưới một cái con nhà quê nghèo hèn như cô. Nó phải cưới một người xứng đáng với nó. Còn cô cút về cái nơi khỉ ho bò gáy của cô mà đi chăn bò, rồi tìm một thằng cây ruộng mà để mà cưới. Chỗ đó thì nó mới hợp với cô. Bác làm như vậy là quá đáng rồi đấy ạ. Sao? Cô thèm căn nhà này, thèm cái xe của nhà này đúng không? Cô nhìn lại mình xem, cô xứng với con trai tôi không? Cô xứng với cái căn nhà này không? Bác nghĩ con trai của bác xứng với cháu sao ạ? Cô là cái thá gì mà dám sánh với con trai tôi hả? Không được, mẹ nói cái gì đấy ạ? Anh xin lỗi. Mẹ đang làm cho cô ta, để cô ta nhìn thấy thân phận của mình đang ở đâu. Mẹ quá đáng quá rồi đấy ạ. Tại sao mẹ lại làm như thế với Trang? Trang, anh xin lỗi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Thực ra là mẹ anh không phải là người như thế đâu. Trung, con đang làm cái gì thế hả? Đủ rồi. Sinh nhật của Trung coi như tôi đã tới dự. Cảm ơn về lời mời, cũng cảm ơn món quà của bác. Ngày mai anh tới công ty gặp tôi. Ok. Gớ, kênh kiểu với ai chứ? Cứ làm như mình là thiên kim tiểu thư không bằng ấy, thế lại còn để gặp gỡ gì nữa. Cô không biết xấu hổ à? Mẹ thôi đi. Mẹ có biết Trang là ai không? Là ai thì cũng mặc. Trang là chủ tịch của công ty con đấy. Con nói cái gì? Chủ tịch nào? Chỉ vì con cảm thấy xấu hổ, con thấp kém khi không so sánh được với Trang, cho nên con vẫn chưa dám tỏ tình cô ấy đấy. Ok. Nhớ không nhầm, chủ tịch của công ty con là người khác cơ mà. Trang là con gái duy nhất của chủ tịch cũ, và cũng chính là người duy nhất để kế nhiệm vị trí đấy. Con chỉ là cấp dưới của Trang thôi. Quá. Thế còn bố mẹ cô ta ở quê thì sao? Bố mẹ cháu chỉ muốn về quê để an hưởng tuổi già thôi ạ. Thì tôi hiểu nhầm rồi. Thôi thì chẳng qua là bác hiểu nhầm thôi. Ngay từ đầu bác gặp cháu là bác đã thấy cháu là cái đứa rất là tốt rồi. Mà thằng Trung nhà bác nó cứ nhắc đến cháu suốt. Thằng Trung nhà bác ấy, nó thích cháu lắm ấy. Ban đầu cháu cũng định mở lòng với Trung xem sao, nhưng mà tiếc là cháu lại không có duyên với nhà, với xe của bác. Bởi vì cháu cũng có rất nhiều nhà để ở. rất nhiều xe để đi. Cho nên món quà bác tặng cháu chắc là bác phải để tặng lại cho con dâu tương lai của mình rồi. Để không cảm thấy khó xử khi gặp nhau, ngày mai chúng tới công ty nhận quyết định chuyển về chi nhánh làm việc nhé. Chào bác. Chào Trung. Sáng. Sáng. Mẹ đã thấy chưa? Cái gì mẹ cũng muốn điều khiển cuộc sống của con đấy. Bây giờ mẹ đã hài lòng chưa? Mẹ xin lỗi. Lỗi tại mẹ. Mẹ có mắt như mù mà.